Thực hiện kế hoạch số 6752 ngày 21 tháng 11 năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận, kế hoạch số 1151 ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện Ninh Hải. Sau khi nhận được chỉ đạo của Trung tâm Phòng chống dịch của huyện Ninh Hải, chúng tôi đã bắt đầu đi vào công tác chuẩn bị ngay. Và sáng hôm nay, tức là ngày 25 tháng 11, chúng tôi đã đi vào thực hiện tổ chức tiêm chủng cho 604 các em học sinh trung học phổ thông theo chương trình của xã Nhân Hải. Đến bây giờ thì cái kết quả cũng như là cái số lượng các em học sinh thì tương đối là đúng theo chỉ tiêu đề ra và đảm bảo về công tác 5K như là công tác phòng chống dịch. Và chúng tôi thấy rằng đây là những việc làm rất là thiết thực trong giai đoạn phức tạp của tỉnh ta hiện nay. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái buổi tiêm chủng hôm nay sẽ là một tiền đề cho các em chuẩn bị đi vào cái thời gian học sắp tới. Sáng hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2021, trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, huyện Ninh Hải phối hợp với Trung tâm Y tế xã Nhân Hải đã tổ chức tiêm vaccine mũi 1 cho toàn thể học sinh của nhà trường. Tổng số học sinh được tiêm mũi 1 của trường là 604 học sinh, trong đó học sinh nữ 387 và học sinh nam 217 em, là học sinh chủ yếu của các xã Nhân Hải 364 em, Thanh Hải 185 em và Vĩnh Hải 36 em. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thầy Trương Minh Tám cho biết, sau khi họp với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của huyện Ninh Hải lúc 19 giờ ngày 23 tháng 11, nhà trường đã xây dựng kế hoạch số 271 ngày 24 tháng 11 để triển khai thực hiện. Theo đó, ngay trong ngày 24 tháng 11, nhà trường đã chỉ đạo y tế học đường phối hợp với Trung tâm Y tế xã Nhân Hải chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất cho điểm tiêm như phòng khám sàng lọc, phòng cấp cứu, phòng tiêm, phòng chờ, công tác phòng dịch, khử khuẩn v.v. Nhà trường đã điều động toàn bộ giáo viên chủ nhiệm lớp có mặt trong buổi sáng để quản lý, điều hành việc tiêm của học sinh lớp mình. Đối với các em học sinh và cha mẹ học sinh, nhà trường đã chủ động thông báo, liên hệ để phổ biến cho cha mẹ và các em nội dung đợt tiêm vaccine mũi 1. Hầu hết cha mẹ học sinh và các em đều đồng tình và hưởng ứng tích cực đợt tiêm này, 100% cha mẹ học sinh đều ký cam kết cho con em mình được tiêm. Đối với các em học sinh, từ sáng sớm các em đã có mặt đông đủ tại nhà thi đấu của nhà trường để chuẩn bị công tác khám sàng lọc và bước vào phòng tiêm. Hầu hết các em đều rất háo hức muốn được tiêm nhanh để thời gian đến trường sớm được thực hiện. Một số em còn e ngại nhưng sau khi được các bác sĩ tư vấn và sự động viên của giáo viên chủ nhiệm nên đã yên tâm hơn. Ông Phạm Hoàng Mộng, trạm trưởng trạm y tế xã Nhân Hải cho biết, vaccine tiêm cho học sinh lần này là vaccine Pfizer hay còn gọi là BNT162B2 là sản phẩm được hợp tác phát triển giữa tập đoàn dược phẩm Pfizer New York, Mỹ và công ty công nghệ sinh học BioNTech ở Minsk, Đức. Ông cũng cho biết trạm y tế xã đã điều động toàn bộ cán bộ, y bác sĩ của trạm và cán bộ bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải để ra quân tiêm sáng nay. Ngoài ra, trạm cũng đã nhờ sự giúp đỡ của các em sinh viên tình nguyện để cập nhật trực tiếp danh sách tiêm lên trang web của ngành y tế theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong buổi sáng đã tiêm xong cho toàn bộ học sinh của nhà trường. Đa số các em đều bảo đảm sức khỏe sau tiêm, rời điểm tiêm. Các em với mong muốn sớm được tiêm mũi 2 để sớm được đến trường học tập, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới. Thầy Trương Minh Tám, hiệu trưởng nhà trường đã thay mặt lãnh đạo nhà trường cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cán bộ, nhân viên trạm y tế xã Nhân Hải trong việc tiêm phòng dịch cho học sinh của trường sáng nay. Đồng thời thầy cũng mong muốn các em sớm được tiêm mũi 2 để nhà trường sớm tổ chức dạy học trở lại.